dành cho team Secret ở lượt pick cuối cùng. Vậy còn Kassante, sự lựa chọn cuối cùng của team Flash nó có tác dụng như thế nào với đội hình của họ? Sante vẫn là một vị tướng có khả năng lao vào. Nhưng khoan đã, phút 1 đang có mặt khu vực đường trên, đang có stack thứ 3 của thần khí Tofu, đang đợi hất ngược trở về. Phút 1 đã có mặt, Kratos liên tục bị tấn công. Và ta có thể sẽ mất tốc biến, anh ta đang đứng lại, đứng sát tương chờ tốc biến. Nhưng không, anh ta đã buông chuột rồi và chiến công đầu dành cho Yoshino. Với cả artifact không còn năng lượng nữa, chỉ là bảo kê mà thôi. Khi mà artifact không còn năng lượng, lao lên tấn công vào vị trí của Zen, anh ta bị đẩy ngược về, anh ta mất tốc biến và tấn công. Artifact không còn năng lượng, lao vào người bị gặp thấp máu, đó là Kiên. Và Su Hào xuất hiện, Kiên đã nằm xuống rồi, nhặt hồn của con Maokai. Nhưng mà phút 1 cũng đang thấp máu, quay ngược trở lại artifact, anh ta tấn công và mạng hạ gục dành cho Su Hào. Cái thiên thạch kết liễu được vị trí của artifact, và bây giờ Sora cũng tới rồi. Trên người phút 1 và đang muốn đánh nhau, Sora đang đứng cao và đang chờ móc lại giữ vị trí của Su Hào và thu đủ nổ khá đẹp. Có chiêu cuối quyền lực thiên nhiên, Su Hào mất tốc biến, có thể chạy về. Artifact đang đứng ở vị trí bật cổng gia tốc ra để gây sát thương, chiêu cuối tuyệt mệnh. Và bây giờ Budding cũng đã xuất hiện rồi. Artifact đã có mạng, nhưng mà Budding cũng có double kill cho Budding, và sẽ là 3 mạng dành cho Budding. Xạ thủ của team Flash đang hướng tới một cái có thể sẽ là một cung phong linh trong trận này để có thể sốc sát thương và đu theo những người đồng đội của mình ở trên trên đánh nhau. Bật chơi khô máu và mất nhúng nhảy để lùi về, nhưng vẫn có solo kill cho Yoshino. Bên phía của Secret đang muốn bắt và Zen mất dịch chuyển ngược trở lại để có thể chạy. Phút 1 cố gắng né đi, đó là cái chiêu cuối của Maokai mà ta đã bị trói lại. Anh ta mất tốc biến, anh ta vẫn còn chiêu cuối và chạy rất nhanh với lãnh thổ xương đen của mình, Thái Dương hạ sang trước cả Gamisot luôn. Và vừa rồi là mất đi Thái Dương hạ sàng và muốn bắt vào vị trí của Sora, ta mất tốc biến và thiên đình kiếm bám vào, và Sora đã nằm. Mạng hạ gục dành cho Artifact, dịch chuyển ngược trở lại tới thì Yoshino, ba thành viên phía đang bị kẹp, và Kratos tới với một lượng nổ cực đẹp. Từ từ bên phía của team Flash họ muốn mở rồi, mở kéo vào Su Hào có dịch chuyển ngược trở lại tới Kratos, nhưng mà Su Hào vẫn đang bị tấn công, anh ta bị dùng sát thương và Zen bọc vào phía sau. Anh ta tốc biến lao bụng, ném thùng lượng nổ khá đẹp và bật chơi khô máu. Yoshino nhắm thẳng vào trí quen đi và FD đã nằm. Kratos là mục tiêu tiếp theo và anh ta không thể nào về được trong pha này. Con Sante này đang có cho mình đó là tốc hành và phép một trợ ta là đủ. Anh ta có luôn cả cái giáp thiên nhiên khu vực đường trên thì tấn công vào Su Hào có Thái Dương hạ sang, nhưng thùng rù nổ đẹp và chiêu cuối siêu bom được tung ra dịch chuyển ngược trở lại đến từ vị trí của Sante không thành công. Và quyền lực thiên nhiên lên và sát thương là khá nhiều đến từ Zig. Sau ra mất đi nửa cây máu rồi, Yoshino đứng cánh này và thả cho mình Thái Dương hạ sang, có siêu bom địa ngục và bút đi cái ta chẳng muốn, ta nằm và 1000 tiền dành cho Maokai. Na lao vào đẩy bốn người và Yoshino thấp máu, ta phải chạy nhưng Zen thì đang rất khó chạy. Yoshino đã nằm mạng chấm dứt và thu rùng nổ tung khá đẹp, nhưng sát thương bồi vào là không nhiều. Bút đi rất có thể sẽ nằm trong pha này, anh ta hồi máu, anh ta cố gắng bỏ chạy và anh ta đang chạy được với lãnh thổ xương đen của mình. Kratos sẽ được tăng tốc để chạy, mất tốc biến để truy đuổi nhưng vẫn không chạm vào người của phút một được. Bây giờ chúng ta sẽ thấy bắt đầu đó là sự khó chịu của đội hình cấu rỉa khi mà Maokai vừa rồi tung cho mình đó quyền lực thiên nhiên. Người đang che là Zen, anh ta mất nửa cái máu rồi. Phút 1 quay ngược lại Sora, tốc biến lên và tấn công Su Hào. Thùng rùa nổ đẩy khá đẹp nhưng không đẩy ngược Su Hào về trở lại, và siêu bom địa ngục lấy rất nhiều máu. Na tới đẩy một người quay ngược trở lại, đó là phút 1 anh ta thấp máu rồi. Na lao vào và anh ta nằm giữa vòng tay của năm thành viên đối phương, việc đuổi đẩy về và ngay lập tức phút 1 còn tốc biến, và sau đó thì Kratos anh ta bị kéo về. Nhưng từ từ đã có thể sẽ có giao tranh, có dịch chuyển tới đến từ ai đây, đó chính là FD. Họ quay ngược trở lại với nhịp đẩy tiếp theo. SD đang đứng khá cao, anh ta có W của mình, lao lên với mở đường đến từ Yoshino và hất ngược trở lại đi, mất tốc biến và Budding đang được bắn. Anh ta vẫn đang được xả sát thương và đã có bàn hào cục đầu tiên. Su Hào sẽ là nạn nhân tiếp theo, double kill dành cho Budding. Anh ta chỉ cần kết hợp cái nội tài mà thôi, anh ta đã hồi phục lại nửa sát thương mà phía bên kia có thể gây ra. Thái Dương hạ sang thả ra, quyền lực thiên nhiên cũng được thả ra, siêu bom địa ngục cũng được bắn và Su Hào anh ta bay lên, anh ta mất tốc quay biến, quay ngược trở lại, thu nổ khá đẹp và Su Hào đã nằm. Và bây giờ Maokai cũng đi luôn và đội hình bên phía của Secret họ lại phạm sai lầm tiếp tục, họ lại mở và họ chỉ còn 3 thành viên mà thôi, đang cố gắng bỏ chạy. Cũng hơi cực kỳ nhanh. Thậm chí là tôi thấy là Kratos anh ta còn lên đồ theo hướng đẩy lẻ cơ chứ mà là đồ này đồ giao tranh. Rồi họ lại bắt vào Su Hào, Su Hào không còn tốc biến mà bị Sora giữ chân lại, anh ta nằm xuống và phút 1 nó cày nát đội hình đối phương rồi. Và chỉ hy vọng vào siêu bom địa ngục mà thôi, Kratos đang có nộ. Và phía kia chỉ cần hai người ăn Baron là đủ. Và phút 1 nữa đây, Kratos nhảy lên và bây giờ anh ta đang ở dạng đang khổng lồ, anh ta không có chống chịu, anh ta bị tấn công, anh ta đã nằm và không thể ngăn cản phút 1. Artifact quay ngược trở lại, anh ta có cho mình đó là một cái giáp nhưng tránh cái việc đối phương lao lên. Họ đang có dịch chuyển, họ không muốn cho đối phương về. Và đây là Yoshino, anh ta bật luôn tốc hành rồi, anh ta đang chặn đầu. Có thể Su Hào sẽ bị bỏ lại khi mà Artifact vẫn còn một cái giáp với mình. Và FD đã có mặt, lao lên với mở đường, tấn công vào Su Hào, bật thiên đỉnh kiếm. Nhưng tôi e rằng đường về là quá xa, Gen tấn công và hất ngược trở lại, đó là Su Hào, anh ta không còn đường về rồi. Chạy rất xa và thật thần thánh, đó là Budding. Và nếu như tôi nhớ rằng pha Baron vừa rồi luôn á, đó chính là 3 lần mở lỗi của Kratos. Và khoan đã, kia bị tấn công, anh ta bị hất tung, anh ta bị tấn công liên tục và anh ta bị dồn sát thương, có siêu bom địa ngục được đẩy ra. Nhưng đó là địa ngục dành cho King. Kratos có nàng khổng lồ nhưng chỉ đứng nhìn những cái nhà của mình bị bào đi mà thôi. Artifact cầu sắm cầu gia tốc nó lại hụt
vào phía bên kia cũng đã lấy xong cái Mega khu vực đường giữa. Năm thành viên bên phía của Team Flash mạnh mẽ đẩy vào. Zeke vẫn đang cố gắng phòng ngự và kéo ngược thành công Kratos. Anh ta bấm đồng hồ, nhưng xong đồng hồ thì rất có thể sẽ nằm Thái Dương Hà Sang được tung ra. Nó không có nhiều ý nghĩa lướt lư của Phong Linh. Xu Hào quay ngược trở lại và mất tung biết được thể chạy ra. Trụ đã nằm, còn một cái trụ nữa thôi. Và bên phía bên kia đang phòng ngự trong vô vọng. Anifax vẫn đang lựa góc và Xu Hào vẫn đang lựa góc để có thể bật thiên đỉnh kiếm. Nhưng thiên đỉnh kiếm này vào thì có thể mà nằm mà thôi. Bên phía Pudding, anh ta rất hổ báo, anh ta lướt lên đang áp đảo tuyệt đối, vẫn còn đủ bộ chiêu thức, vẫn còn cả đó là phép bộ trợ tốc biến và double kill dành cho Pudding. Và đây sẽ là chiến thắng trong ván đấu đầu tiên dành cho phía của Team Flash. Họ không muốn dừng lại, họ muốn có bàn hạ gục của vị trí SD nhưng không có được, và 1-0 cho Team Flash. Sante này cầm cái là quyền nắm bất diệt là nâng mắt chiêu đúc, cái nắm bấm xuống nha, rất là khỏe. Vâng, vậy là phần cắm chọn đã xong đến giờ cả hai đội rồi. Thì tôi xin nhường cái trận. Nhưng mà ít nhất là bạn không thể cản phá cái chiêu cuối. Nhưng mà khoan đã, Phúc Bộ và cả Kiên đang đánh nhau ở đây. Cấp độ 4 là có khi một con cua đã có rồi. Đánh nhau ở cả hai khu vực. Phía dưới này Pudding thấp máu, ta mất đi cho mình đó là cái thanh tẩy nhưng vẫn dính cho mình thiêu đốt. Sora bị giữ chân lại bởi lựu đạn ma hỏa liên tục bị gây sát thương. Và Phúc Bộ đã có mặt, SD phải chạy. Anh ta mất tốc biến, mất thanh tẩy và người bị giữ chân lại là Su Hào. Có thể sẽ phải nằm, mất luôn tốc biến. Kéo tiếp tục là SD. Và SD đã nằm. Chiến câu đầu dành cho Phúc Bộ và Kiên. Anh ta đi luôn rồi. Lâm Ngọc với sự hỗ trợ nhưng mà khoan đã, Su Hào lại bị tấn công, anh ta bị giữ chân, anh ta bị dùng sát thương, triệu hồi Long Vũ ngược trở lại, có cả vòng xoáy không gian và đó là vòng xoáy cuộc đời dành cho Su Hào. Secret. Yoshino cũng đang quay ngược trở lại, sẽ là 3-3 ở khu vực này và đã cướp xong. Bây giờ lao vào với móng vuốt ám tấn công vào Sora và phía bên kia thì rất nhiều chiêu thức được tung ra. Lee Sin đang bị tấn công và Kiên, anh ta tung nổ Long Cước. Phút 1 có thể bỏ chạy nhưng mà Kiên thì nằm rồi. Zen đã có mặt ở đây, anh ta có mùa đỏ, anh ta liên tục tấn công, tên lửa đạn đạo được che bởi Zen. Và bây giờ thì sao đây, double kill dành cho Zen. Phút 1 sau quay ngược trở lại tấn công vào chiến của Su Hào, triple kill dành cho Zen và Adifat chỉ có thể chạy bộ mà thôi. Ý đồ là có nha nhưng mà nhảy lên là đi đó. Ôi, anh ta lao lên kìa, anh ta dùng thủy lô tầm nhiệt, mục tiêu được tấn công là SD. Sora bị kẹt ngược trở lại, anh ta bị xích, anh ta bị Thái Dương Hà Sang, anh ta đã nằm, mạng hợp của Adifact. Bây giờ họ đã cô đơn, phải dùng không thể cản phá để chạy. Team Flash họ giữ cơ ly đội hình nhưng từ từ có Thái Dương Hà Sang để tung ra. Thái Dương Hà Sang họ muốn bắt Pudding, bảo tố để giải được tung ra và Su Hào mất tốc biến để bỏ chạy. Bật chiêu cuối thủy lô tầm nhiệt tấn công đi của Liễu Xin và hất tung được ba người. Đó là không thể cản phá đội hình bên phía Flash được lao lên. Và Jin đã có tiếp tục là bàn hạ gục. Và phút 1 vẫn đang truy đuổi, mục tiêu được nhắm tới là Su Hào, vòng xoay không gian được trở lại. Đó là Zen, Su Hào có thể sẽ nằm, xích rất tốt. Nhưng đi cả đôi là chắc chắn pha này đã tốc biến lên từ Zen. Và quét sạch dành cho Team Flash. Ủa không, vẫn còn Kratos, vẫn còn Kratos, xin lỗi các bạn. Nhưng đây có thể cũng sẽ là quét sạch, đã sử dụng chơi khô máu. Và khô máu thực sự rồi, triple kill dành cho Ryze của Zen. Thường thì các đội hình khác thì hơi thiếu và sát thương, nhưng đội hình này của Team Flash là cực kỳ nhiều. Rồi có lẽ sẽ đánh nhau rồi. Kratos đã bị bắt, anh ta bị ngục ngôn ngữ. Anh ta đang lùi về với lượng máu rất là thấp, sử dụng chiêu cuối Thái Dương Hạ Sang. Kratos ao giao tranh rồi, anh ta quay ngược trở về, có mắt để anh ta dịch chuyển. Nhưng mà coi thử là Baron được đang được ăn, nhưng tốc độ ăn Baron là chưa đủ. Họ đang phải mất rất nhiều vấn đề và họ đang chia sự tập trung của mình ra. Baron còn 4.000 máu dịch chuyển ngược trở lại từ Kratos và đội hình của Flash đang tạm thời ngừng đam. Họ có thể sẽ phải lùi ra. Họ đang tấn công, vị trí được tấn công và lấp lăng. Và ta đã nằm xuống rồi. Kratos sẽ là nạn nhân tiếp theo. Double kill dành cho phút 1. Lấp lăng của Team Flash. Cục đá này thì không ngại ai cả. Ta rất cứng và dính một tình huống chăn dây. Nhưng đang rất trâu. Mất chiêu cuối. Nội lông cước đá ngược về. Họ đang muốn đập đá. Họ có thể sẽ đập được đá. Và thực sự là đập được đá xong rồi. Mang hơn cũng được nhường cho SD. Và Flash đang đứng rình. Họ đang đứng rình với ba thành viên. Họ tấn công vào Su Hào. Su Hào bị gây sát thương. Thủy lô tầm nhìn hất tung được hai người. Lee Sin cũng đi rồi. Một đối hai trong pha giao tranh này. Đứng đây kiểm soát lượng tầm nhìn và Yoshino vẫn đứng cao và bắn nhẹ thôi. Rồi họ quyết định là tấn công được Kratos và anh đã đi luôn rồi. Nhanh quá vậy. Lại là hai nhân vật để tấu hài nhưng mà không. Jen thì không tấu hài, lao tới nằm. Dễ lắm. Tấn công vào cái trụ bảo vệ nhà lính khu vực đường giữa. Tuyến trước vô cùng trâu luôn nha. Kéo bây giờ kéo dính ai cũng thể sốc được cả. Và bên phía của TS họ đang thiếu rừng. Họ phải cố gắng phòng ngự, bên phía bên kia còn đủ phép bổ trợ thì chơi bằng cái gì đây. Lao lên, Thái Dương Hà Sang được tung ra. Nhưng Su Hào, anh ta lao vào để hiến mạng, lướt lên với cung phong linh rất tự tin. Và Pudding đang cày nát đội hình đối phương và Zen vẫn đang đứng cao. Yoshino sẽ về, anh ta sẽ quay ngược trở lại với cái dịch chuyển của mình. Và phút 1 lao lên, làm trái vị trí của Kratos. Bùa rời ra ngoài tuổi dịch chuyển ngược trở lại. Và vẫn đang chờ cho mình đó là một tình huống sử dụng không thể cản phá. Và vẫn chưa sử dụng, dính cho mình đó là lựu đạn ma hỏa quay ngược trở lại. Nhưng không, cái nhà không thể nào có chân để chạy. Lee Sin lao vào, anh ta đá, nhưng đá luôn chén cơm của mình rồi. Kratos bị tấn công, anh ta sử dụng chiêu cuối và có thể ép được cái mạng của phút 1. Đây là không thể cản phá và quân long hội tụ chiến thắng 2-0 dành cho Team Flash.